Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Càng Tay Dòng Ghiền nha. Hiện tại thì anh em mình đang có mặt gần cầu Thần Nông, Mỹ Lâm, Hòn Đất Kiên Giang. Thì hôm nay anh em mình lại có một dịp cùng với dịch vụ mai táng của trại hòm Hồng Khoa để đưa tiễn cụ bà 85 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng nha các bạn. Thì đoạn đường đưa thì cũng không xa lắm, chỉ là một cái phần đất ở phía sau nhà đã được con cháu chuẩn bị rất là sạch sẽ và chu đáo để đưa tiễn bà cụ ra nơi an nghỉ cuối cùng nha. Rồi bây giờ là mời cả nhà cùng theo chân anh em mình để xem anh em mình làm việc nha các bạn. Bên trong thì anh em bên đội pháo hoàng của dịch vụ mai táng của trại hòm Hùng Khoa đang làm nhiệm vụ. Trong thời gian đó thì mình sẽ ra ở phía sau nhà để mình quay cái phần đất nhà để mà chút xíu nữa đưa linh hồn của cậu bà về đây nha các bạn. Cô bà 85 tuổi. Ở đây thì con cháu đã sắp xếp những cái chiếc vòng hoa ra đây trước hết rồi để bố trí cho nó nhìn lịch sự với lại nó đẹp để mà chút nữa đưa bà về đây, cho mọi thứ lúc nào trên đường bà đi nó cũng phải đẹp hết nha. Mình sẽ ra phía sau. Thấy cái đường thì mình thấy có khá là nhiều dấu mà con cháu đã làm lại cái phần đất bằng cỏ để cho nó sạch sẽ. Con đường nói chung là khá là đẹp để mà anh em đầu tì dễ dàng di chuyển quan tài ha các bạn. Phần đất chỗ này có thể là nó chưa có được đẹp nên mà gia đình đã làm lại, sửa lại. Rồi phía sau đây là cái khu mộ của gia tộc. Cái mộ này có cái kiểu khá là lạ, hồi nào giờ mình mới thấy lần đầu tiên luôn. Ở đây rất là sạch sẽ. Mình đây là khu xây. Chút xíu nữa sau khi họ nguyện xong thì mở cửa mã và dắt dông vô thì anh em sẽ tiến hành xây cất cho bà nha các bạn. Phía sau quá rộng. Xíu nữa mình sẽ quay cảnh vi quan cho các bạn xem nha. Còn bây giờ thì mình sẽ vào bên trong nhà, mình quay một chỗ cảnh làm lễ cho các bạn xem. Hương hồn cụ Mai Thị Hiêm cùng gia đình tang quyến. Kính thưa quý ông bà, cô bác, anh chị em, con cháu đã dành chút thời gian quý báu về đây tham dự buổi tang lễ và đưa tiễn cụ Hiêm về nơi an nghỉ cuối cùng. Thưa cô bác, hôm nay trong giờ phút buồn đau và thương xót này, chúng ta tập trung tại đây để tiễn biệt một hội viên người cao tuổi, đó là cụ Mai Thị Hiêm. Sinh ngày 1 tháng 1 năm 1939 tại thôn Đồng Lạc, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Trong thời gian lâm bệnh, cụ đã được gia đình con cháu tận tình chăm sóc, no nắng, thuốc thang. Nhưng do tuổi cao lại mang trọng bệnh, sức khỏe suy giảm nên cụ đã trút hơi thở sau cùng vào lúc 7 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2024 nhằm ngày 18 tháng 12 năm Quý Mão, hưởng thọ 85 tuổi. Yeah.
dùng tay trái những đồ xe quý vị đó kích lời chúng ta xin cáo báo vậy. Và bác có lên cháu sẽ dặn ra một cách để lấy làm sao đó quý vị làm cho các bạn có thắng được. Yeah.
của cái nhà cửa. Mắt đi, có đôi khi chúng ta còn kiếm nơi được, nhưng người khác và mẹ bà của mình đã mạng xuất tiếp thật chặt, đã mắc rồi mãi mãi không bao giờ kiếm được. Và em cháu bất cho với lệ hôm nay ghi được trang nhân vật thêm hoàng long trọng hơn. Cha tôi qua đây bước vào trong với lệ trước ánh tiền linh cụ linh của mẹ bà mà dâng lên một bát cơm. Nếu có điều gì sai sót nhỏ từ quý vị bà con của bác cũng có xem có niềm tình quan vị và bỏ qua cho. Và em cháu dâng lên một bát cơm để quý vị thấy cái hài lòng quý vị thấy cái nghĩa diễm hồ khách lệ chân thành chăm cháu. Vì em cháu chân thành cảm ơn và đội quý vị rất nhiều. Với lệ dân con chúng em được phép bắt đầu. We'll be right back.
Thank you.
lên trong ngoài đi. Hey. Chó nó gà rồi. Rồi, thôi giờ anh em mình về nha các bạn.